Xin chào tất cả các bạn, mình là Lê Hoàng. Thì hiện tại là Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Thì chắc có lẽ như anh chị nào mà đã có subscribe đăng ký kênh YouTube của Lê Hoàng á, thì anh chị đã biết về kênh Lê Hoàng là chuyên cung cấp các sản phẩm thu âm, các thiết bị hát live, livestream và các sản phẩm độc quyền bên Lê Hoàng, đó chính là micro Neckwear W700 của Mỹ và K10, rồi kết hợp với dây MA2. Thì trọn combo của nó thì Lê Hoàng có tư vấn rồi hỗ trợ phần mềm này kia cho các bạn khi mà các bạn đặt hàng. Thì có rất nhiều anh chị không biết là cái đơn hàng mình nhận sẽ như thế nào, thì ngày hôm nay Lê Hoàng sẽ cho các anh chị biết là bưu điện, bưu tá hay bên giao hàng họ sẽ giao cho mình một cái đơn hàng như thế nào. Đây, một cái đơn hàng họ họ giao cho anh chị sẽ như thế này đây, một cái bao như thế này. Thì cái này là người ta bưu điện, người ta sẽ bên giao hàng á, họ sẽ dán, họ sẽ đóng làm rất là ok, gọn gàng lại. Và phía trên đó, nó sẽ có một tờ giấy như thế này. Và nhìn này, nó có địa chỉ, số điện thoại, có logo Lê Hoàng nè. Đó, rồi có người nhận, người gửi. Và đặc biệt là có cái mộc màu đỏ đỏ này này, là của Lê Hoàng. Được chưa các bạn? Thì trên này, người ta niêm phong lại. Thì có nhiều anh chị sợ là bưu tá nó mua, nó đổi đồ của mình trong đó. Thì thật ra cái này nó không có đổi được đâu anh chị, tại sao? Thứ nhất, nó đổi nó làm cái gì? Cái thứ hai, nó đổi ra lấy cái gì để nó thế vào cái này? Tại vì cái micro W700 là bên Hoàng bán độc quyền ở Việt Nam. Cho nên là đây là W700 là của Mỹ, Lê Hoàng bán độc quyền tại Việt Nam. Thì người ta cũng không có thể nào người ta đổi, người ta tráo, mà người ta cũng không có tráo làm cái gì hết. Trừ khi nào mà anh chị mà mua vàng, mua đồng hồ, điện thoại thì còn sợ bị tráo, nhưng cái này thì không có tráo. Tại vì cái này là tùy theo nhu cầu. Như anh chị yêu thích âm nhạc thì đối với anh chị cái bộ này nó rất là cần thiết, nhưng mà đối với những người không biết hát thì cho người ta là cũng không lấy nữa, anh chị hiểu không? Cho nên là Lê Hoàng cũng dán cái này lên rồi, thì ok, nó có mộc của Lê Hoàng đàng hoàng ấy, thì không có vấn đề gì đây hết nha anh chị. Đó, rồi thì mình sẽ khui ra trong này như thế nào ha, giống như anh chị khui hàng vậy. Quay quay gần chút đây, trong cái đơn hàng như thế này ha. Rồi, trong đơn hàng như thế này, đây sẽ lấy cho từng chị xem ha. Rớt để đây đi. Rồi, cái đơn hàng của nó như thế này. Có gì ta? Đầu tiên là nó sẽ có một cái biên nhận của Lê Hoàng ha. Biên nhận của Lê Hoàng nè. Đó. Trong biên nhận thì nó sẽ có là tên sản phẩm, thiết bị, giá tiền. Có mộc của Lê Hoàng nhé. Và kèm theo trong này, đó chính là một tờ giấy bảo hành bên Lê Hoàng. Các anh chị xem ha. Giấy bảo hành bên Lê Hoàng, có mộc của Lê Hoàng luôn nhé. Và bên này thì cũng có một của Lê Hoàng Studio. Về Lê Hoàng ha, những cái thông tin liên hệ, rồi mua sản phẩm tại Lê Hoàng được gì, tư vấn nhiệt tình, gửi hàng kiểm tra kỹ lưỡng, hướng dẫn lắp đặt sau khi nhận sản phẩm, vân vân, rất là nhiều. Thì trong này anh chị sẽ được đọc ha. Ok, thì Lê Hoàng sẽ bỏ nó vào trong này. Đó, anh chị sẽ nhận được cái biên nhận này ha. Đó. Và tiếp theo thì trong bộ của mình nó sẽ có ba cái hộp như thế này. Đầu tiên, đây là hộp XXK10. K10. Đây là dây livestream XXMA2. Đây là hộp trọn bộ micro Neckwear W700. Rất là gọn nhẹ. Anh chị xem ha. Trong này có gì? Giấy bảo hành của Neckwear. Ok. Bông lọc âm. Màng lọc âm. Hai lớp nha các bạn, rất là đẹp, rất là chắc chắn. Kẹp bàn. Nay Lê Hoàng không khỏe cho nên là có hơi ho, cho nên là anh chị thông cảm nha. Thì kẹp bàn của Neckwear luôn, cùng một hiệu nha anh chị. Cùng một hiệu Neckwear, Neckwear. Kẹp. Tiếp theo, sóc màu.
Shop Mall này rất đẹp. Shop Mall để làm gì đúng không? Có anh chị sẽ thắc mắc. Shop Mall để gắn cái mic vào. Gắn cái mic vào. Lát đơn hàng sẽ làm cho anh chị coi. Đế kẹp bàn. Mở ra và kẹp vào cái bàn. Lát đơn hàng làm cho anh chị coi luôn. Dây mic, dây micro, micro Nikon W700, anh chị nhìn ha, rất là đẹp luôn, rất là đẹp, có tem của Lê Hoàng nha. Rồi bỏ cái hộp này xuống đi cho nó gọn ha anh chị, bỏ này xuống cho nó gọn. Tiếp theo, sao kẹt XXK10, anh chị sẽ được nhận một cái danh thiếp của Lê Hoàng ha. Logo của Lê Hoàng. Bảo hành và hướng dẫn. Jack 3.5. Cái này không phải đồ ăn nha anh chị, cái này để hút thấm, hút ẩm. Dây nguồn. Rồi, sao kẹt XXK10, có tem của Lê Hoàng nha anh chị nhìn nè. Có tem của Lê Hoàng, có số điện thoại Lê Hoàng luôn. Giống nè. Giống áo Lê Hoàng luôn. Đây, tất cả Lê Hoàng sẽ để đây. Lê Hoàng bỏ xuống nha, cho nó tiện. Bỏ xuống luôn, cho nó tiện. Đây là dây livestream XM2. Thì gần đây có nhiều cái sản phẩm dây livestream, dây máy màu gì đó, dây mấy loại dây đó rất là rẻ và chất lượng thì nhiều khi nó sẽ bị kén, cho nên là anh chị cũng chú ý nha, mình sử dụng mình nên sử dụng dây livestream XXMA2 ha. Dây này nè, có tem của Lê Hoàng luôn, anh chị xem ha, có tem của Lê Hoàng Studio. Rồi, Lê Hoàng để đây đi. Trọn bộ của mình như thế này, Lê Hoàng kéo lại ha. Đó, trọn bộ của mình như thế này, trọn bộ. Rồi, anh chị yêu thích thì anh chị có thể liên hệ với Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960 để được tư vấn và đặt về cho mình một bộ như thế này. Với bộ combo như thế này thì anh chị có thể là vừa live stream, hát live, thu âm, kết hợp máy vi tính, kết hợp phần mềm Cubase 5, FL Studio hay tất cả những phần mềm thu âm khác đều được hết. Và mình thu âm rất là hay luôn. Thì bây giờ về lắp đặt như thế nào thì Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị lắp đặt rất là đơn giản luôn. Tại vì có nhiều anh chị ở xa ngại không dám mua, tại vì là sợ không biết lắp đặt như thế nào. Thì Lê Hoàng có clip hướng dẫn trước đó rồi, nhưng mà ngày hôm nay Lê Hoàng vẫn làm lại một clip từ A đến Z luôn, từ khi anh chị nhận hàng về mở ra có cái gì và trong này mình sẽ lắp đặt như thế nào. Đầu tiên thì K10 ha. K10 này đóng vai trò một cái âm ly vậy đó, âm ly karaoke nhà đó, để chỉnh này kia thì Lê Hoàng có clip hướng dẫn chỉnh rồi. Thì bây giờ Lê Hoàng sẽ, đầu tiên là mình sẽ cấp nguồn cho con K10 này, rất là đơn giản luôn. Thì đây là cái dây cấp nguồn nè, Lê Hoàng sẽ làm nhanh lên ha, để lấy cho anh chị và làm cho anh chị xem, để mình về mình tự mình có thể lắp đặt luôn mà rất là an tâm khi mua sản phẩm của Lê Hoàng ha. Rồi thì đây nè, có hai đầu, cái đầu này đầu USB nè, thì mình sẽ gắn vào trong đâu ta, mình sẽ gắn vào trong củ sạc dự phòng, hoặc là mình có thể gắn vào trong cái củ sạc điện thoại adapter của mình á, ghim vô điện luôn. Hoặc là quay xuống này, mình ghim cái đầu này vào đâu, cái đầu này nè mình sẽ ghim vào máy vi tính của mình nè, máy vi tính lỗ USB nè, ghim vào đây. Đó, ghim vào đầu này ha. Được chưa các bạn? Rồi, ok. Cái đầu còn lại này mình sẽ ghim vào đâu? Mình sẽ ghim vào phía sau K10 nè. Lỗi nè, đó, mình sẽ ghim vào đây. Quay gần lại tí cho anh chị dễ thấy ha. Nè, lỗ này nè, mình sẽ ghim vào đây nè. Đó. Thì cái này nhớ nha, là sẽ ghim vào đâu? Sạc dự phòng, adapter, rồi USB là mình lấy nguồn được rồi. Trường hợp mà anh chị sử dụng với máy vi tính á thì mình chỉ cần ghim vô đây nè, thì cọng dây này vừa là cọng dây lấy nguồn và vừa là cọng dây lấy nhạc luôn, anh chị không cần phải sử dụng thêm cọng dây này.
Còn đối với những anh chị nào mà không sử dụng máy vi tính mà mấy anh chị sử dụng với lại cục sạc dự phòng hay ghim vô adapter để ghim vô ổ điện ở nhà thì cái cọng này chỉ là dây lấy nguồn thôi, anh chị phải dùng thêm một cọng dây lấy nhạc nữa, thì cọng dây 3.5 này nè, đó, hai đầu y chang nhau luôn. Thì chúng ta sẽ ghim ở đâu đây, ở phía sau nè, quay gần lại ha, phía sau này có nè, mình ghim vào đây. Rồi đầu còn lại này ghim vào đâu ta? Mình sẽ ghim vào trong điện thoại, sẽ ghim vào trong iPad, ghim đâu cũng được chứ, miễn có lấy nhạc YouTube là được, muốn bắt nhạc đâu cũng được hết. Ghim nguồn này ha, đơn giản. Rồi xong, lấy nguồn và lấy nhạc ha, rất là đơn giản luôn. Bây giờ tới cái mặt trước của nó có ba cái lỗ mic, lỗ 1, lỗ 2, lỗ mic thường, lỗ mic 48V và lỗ 6 ly cho mic karaoke gia đình tại nhà nè. Đây là hai lỗ tai nghe. Rồi, đơn giản. Thì bây giờ nói tới cái mic của mình, đây là dây mic. Dây mic ha, dây micro. Rất là đơn giản luôn. Thì Lâm Hàng sẽ mở cho anh chị xem. Rồi, dây mic của mình rất là dài anh chị, rất là dài luôn ha, cũng hơn 2 mét á. Rồi, cái đầu bự này mình sẽ ghim vào đâu đây? Ghim vào micro của mình nè. Mình sẽ ghim vào đây. Như anh chị nhớ nó có 3 cái lỗ hình tam giác nè, đây cũng có 3 cái chấu hình tam giác nè, nhớ ghim cho đúng để nó bị gãy nha. Nè. Ghim vào nè. Ok, ngay khớp luôn nè, kêu cái rắc là xong, là vô khớp. Cái còn lại này mình sẽ ghim vào đâu đây? Mình sẽ ghim vào trong lỗ 1. Ok, quay gần lại cho anh chị dễ thấy ha. Đây, đó. Rồi, tiếp theo. Đây là cọng dây livestream cho những anh chị nào muốn livestream. Thì, cái đầu màu đen này anh chị sẽ kết nối vào trong điện thoại của mình. Đầu màu xanh không sử dụng. Đầu màu hồng này mình sẽ ghim vào trong này. Lỗ tai nghe này. À, xin lỗi. Mình ghim vào bên này ha. Bên này. Còn cái bên này mình sẽ ghim gì đây? Ghim tai nghe. Rất là đơn giản luôn. Thì, anh chị có thể sử dụng tai nghe nè. Tai nghe điện thoại nè. Nó tai nghe điện thoại hay anh chị có thể dùng headphone đeo hai bên nè, rất là đơn giản, tùy anh chị thích cái gì mình dùng cái đó. Ghim vào đâu? Mình sẽ ghim vào lỗ này. Xong. Như thế này là xong. Mình đã kết nối xong. Vừa dây livestream vừa micro ha. Thì dây livestream này á mình sẽ ghim vào trong điện thoại của mình để phát livestream ha. Rồi, cái đầu này thì mình sẽ ghim vào trong máy tính hoặc là trong adapter của sạc để lấy nguồn ha. Trường hợp anh chị không dùng với máy vi tính á, thì mình sẽ lấy nguồn nhạc ở đây nữa. Mình sẽ sử dụng hai cái điện thoại, một cái lấy nhạc, một cái livestream. Cái này mở YouTube lên hát nhìn. Cái này livestream lại. Lê Hoàng hơi bị đau họng nên là xin lỗi anh chị nhiều nha. Đó, thì mình sẽ kết nối và mình thu âm rất là ok, hát live rất là ok luôn. Rồi, bây giờ nữa đã xong rồi. Bây giờ mà còn một cái nữa thế này. Lê Hoàng hướng dẫn luôn là có nhiều anh chị không biết lắp cái này. Về thấy anh chị nữ quen những chị nữ mình không biết lắp cái này thì dễ lắm. Cái này làm sao ta, nè anh chị nhìn nè, vặn ra nha, vặn ra. Rồi dây nè, để vô cái bàn của nhà mình, cái bàn này thấy không, đó anh chị để vô cái bàn đó, mình sẽ xe quay cận luôn cho anh chị dễ thấy. Mình sẽ xe này vô nè, đó. Rồi cho cứng nha. Dính rồi nè. Cái này mình sẽ tháo ra nè. Đó. Vặn ra chứ phải tháo ra cho nó vừa. Rồi. Có hai đầu. Đầu này và đầu này. Cái đầu này thì mình sẽ ghim vào đây. Đó, xỏ vô. Rồi mình có thể quay 360 độ này nè. Đó. Nó hơi lỏng đúng không? Thì mình sẽ chỉnh cái này cho nó cứng lại, rồi cứng ngắt. Được chưa? Cố định lại. Còn muốn quay thì gỡ ra để mình quay. Đó. Cái đầu này làm cái gì ta? Đơn giản luôn. Đầu này anh chị sẽ gắn cái gì vào? Mình sẽ gắn cái shock mount vào. Shock mount vào. Đây nè, nó có sẵn đây nè, mình ghim, mình xoay vào luôn nè. Vặn vào. Đó. Để mình vặn cái này cho nó cứng lại để mình dễ vặn. Rồi. Mình sẽ gắn vào đây ha. Gắn vào chỗ này. Rất là đơn giản luôn. Xong. Đó. Mình thắng ra tí cho nó. Rồi, cho nó bằng vậy luôn. Ok. Rất là ok anh chị thấy không? Rồi, bây giờ thì micro mình sẽ gắn như thế nào đây? Anh chị tháo đây ra đi ha. Tháo đây ra. Đó. Mình sẽ kẹp cái mic này vào. Bóp hai này lại nè. Bóp mạnh vô. Rồi, bỏ cái mic của mình vô. Ok. Được không? Thì tùy theo anh chị. Anh chị muốn để mic kiểu này cũng được. Hoặc là sao? Anh chị để mic kiểu này cũng được.
tùy theo sở thích của mình ha, mình để sao cho mình cảm giác mình hát thoải mái là được. Cứ tương tự mình sẽ ghi mic vào ha. Ok rồi, cái này thì sao, mình có thể xỏ vào trong này đi. Đó, xỏ vào trong này, xỏ dây vào trong này tùy theo mình ha, xỏ dây vào trong này đó, đưa xuống rồi để xuống luôn. Ok, mình có thể xỏ vào trong này cũng được để cho nó cố định lại, cho nó cứng. Cái tiếp theo là cái màng lọc, lọc âm để chi, để trước này nè, để hát tránh cái tiếng phì phà của mình vào, bắt vào á, thì mình sẽ ok, mình sẽ mở ra nè, có này mình vặn ra nè, đó, mình sẽ kẹp vào trong này. À, mình sẽ để như thế này đi cho nó đẹp. Rồi mình sẽ để thế này cho đẹp ha. Ok, mở ra và gắn vào, kẹp vào, xoay vào. Ok. À, chưa, mình bạn chưa chặt. Xin lỗi anh chị. Rồi, bạn chặt vào luôn ha. Thì lúc này mình sẽ được như thế này. Anh chị có thấy không? Đó, mình sẽ được như thế này. Thì tùy theo mình hát như thế nào á, mình sẽ để cho nó phù hợp ha, điều chỉnh sao cho nó phù hợp với lại. Rồi, để thế này ha. Đó, kéo xuống xíu. Rồi ví dụ mình hát karaoke này kia nè. Đó. Mình cứ ghi mic vào của mình. Rồi như vậy rồi xong rồi. Là anh chị có thể ở nhà mình có một bộ combo thu âm phát live stream hoàn hảo rồi. Anh chị yêu thích thì sau này có thể đầu tư thêm một cái headphone đeo bên hai bên, loại xịn xịn khoảng chừng hàng 300 ngàn là được rồi. Tại không thu tại nhà mà không cần phải đầu tư nhiều quá đâu. Ngoài ra thì sao, anh chị có thể đầu tư thêm một cặp loa để mình làm loa kiểm âm, hoặc là loa vi tính ở nhà bình thường cũng được, là được rồi, đơn giản như vậy thôi. Còn cái quên cái này nữa, nãy giờ quên nó, cái này là trong trường hợp mà mấy anh chị sao mình cầm tay mình hát á, mình sẽ đeo nó vào trong này nè. Còn trường hợp có cái màng lọc này rồi thì thôi, mình dẹp cái bọc lọc này qua bên, không xài. Đó thì là toàn bộ các bước mà khi anh chị nhận hàng về rồi mình lắp đặt như thế này luôn, rất là đơn giản. Ngoài ra anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng phần mềm thu âm như Cubase 5 gì đó thì anh chị liên hệ với Lê Hoàng ha, Lê Hoàng sẽ hỗ trợ cài đặt. Thì anh chị yêu thích thì anh chị nhớ liên hệ cho Lê Hoàng nha, Lê Hoàng nè, Lê Hoàng Studio, qua số điện thoại là 0989737960, Zalo nha, anh chị liên hệ Zalo thì sẽ gặp Lê Hoàng ngay lập tức luôn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem clip của Lê Hoàng nha. Xin chào anh chị.